Xin chào các bạn, tôi là Duy Nguyễn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thức cài đặt quảng cáo Multi Product Ads trên Facebook. Thì để quảng cáo Multi Product Ads thì các bạn có thể thấy hiện tại một số trang họ sẽ có hình thức quảng cáo như này. Đấy. Các cái slide ảnh về sản phẩm sẽ được trượt như này. Thì đây là hình thức Multi Product Ads. Nếu mà hiển thị trên trình duyệt di động thì nó sẽ như này. Đó. Thì để tiến hành cài đặt quảng cáo thì đầu tiên bạn sẽ vào kích mũi tên và chọn vào phần tạo quảng cáo. Ok, sau đó bạn trong cái phần chiến dịch này bạn sẽ chọn vào cái phần chuyển mọi người đến trang web của bạn. Bạn chọn cái địa chỉ trang web, chọn bất kỳ, cái này mình có thể thay đổi sau cũng được, hoặc để đầu tiên mình có thể chọn đường link. Đường link thì hiện tại mình lấy theo website của mình là takasoft.com.vn. Ở đây thì bạn có thể chọn theo một cái pixel mà bạn đã lựa chọn. Ở đây tôi có một cái pixel đã cài đặt trên sẵn trên website để theo dõi các hành vi của những khách hàng mà đã vào website của mình. Nhưng nếu mà bạn hiện tại bạn chưa có cài đặt một pixel nào thì không sao cả. Bạn có thể chọn tiếp vào phần thiết lập đối tượng và ngân sách. Trong cái phần đối tượng tùy chỉnh này thì bạn có thể chọn những cái khách hàng mà trong cái pixel mình cài đặt vào website. Nhưng hiện tại nếu mà bạn chưa có cái pixel cài vào website thì bạn bỏ qua phần này. Đối với phần vị trí cài đặt này thì bạn có thể lựa chọn theo tỉnh, theo vùng miền. Ở đây tôi chọn ví dụ như Nam Định này, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng. Đó, bạn có thể lựa chọn các cái thành phố mà cho phép cái quảng cáo của bạn hiển thị. Sau khi lựa chọn xong thành phố thì bạn sẽ lựa chọn về độ tuổi. Thì ở đây tôi lựa chọn độ tuổi từ 20 cho đến 60. Giới tính tất cả, ngôn ngữ tôi chọn tiếng Việt. Cái phần nhắm mục tiêu chi tiết này thì bạn có thể lựa chọn các cái mục tiêu như mua sắm, nhà bếp, gia đình, vân vân. Ở đây tôi chọn là mua sắm. Cái phần lưu đối tượng này thì sau khi bạn đã tạo ra những cái nhóm đối tượng như này, tùy chỉnh như này thì bạn sẽ lưu lại đối tượng này, hoặc là bạn có thể bỏ qua phần này cũng được. Ngân sách. Ngân sạch đặt 150.000. Phần ngân sạch này sẽ tùy chọn bạn để đặt ngày kết thúc. Ở đây tôi chọn là ngày từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2016. Lúc đấy sẽ hiển thị cái chi phí dự kiến là 899.000. Sau khi chọn xong thì bạn kích tiếp vào phần chọn nội dung quảng cáo. Ở đây thì chính là cái phần Multi Product, thì chính là cái mục này là nhiều hình ảnh cho một quảng cáo. Ở phần bên đây là cái phần preview, tức là giới thiệu qua về cái quảng cáo của bạn nó sẽ hiển thị ra như thế nào. Ở đây thì bạn sẽ chọn kích vào số 1 tương đương với cái hiển thị quảng cáo số 1, và kích vào số 2 thì nó sẽ phần hiển thị quảng cáo số 2. Trong đây các bạn kích vào phần số 1 để chỉnh sửa về cái nội dung và cái phần hình ảnh quảng cáo. Thay đổi hình ảnh. Đây, tôi sẽ chọn cái hình ảnh để chạy quảng cáo, xác nhận. Thì cái hình ảnh đầu tiên này sẽ hiển thị cái hình ảnh mà bạn vừa chọn. Thì cái hình ảnh mà Facebook khuyến khích, đấy là kích thước là 600x600 pixel. Thì đây là cái hình ảnh để hiển thị tốt nhất. Và trong đó thì cái hình ảnh của bạn không được chiếm quá 20% text. Trong cái phần văn bản thì bạn sẽ ghi này, nội dung của cái chương trình mà bạn chạy quảng cáo. Ok, thì cái phần thông tin phía bên trên nó sẽ hiển thị là cái khuyến mãi mùng 8 tháng 3. Tương tự như thế thì trong
cái phần hình ảnh thứ hai. Bạn sẽ kích vào và chọn cái hình ảnh. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn cái bộ hình ảnh của tôi là 600x600 pixel. Thì tôi sẽ lựa chọn khá là nhanh thôi. Nếu mà bạn muốn hiển thị càng nhiều càng tốt thì là bạn có thể lựa chọn vào đây, kích vào đây thì nó sẽ thêm 4 quảng cáo, 5 quảng cáo. Đó. Nếu mà năm bạn muốn xóa đi thì bạn xóa vợ đi. Ở đây tôi chỉ chạy khoảng 3 quảng cáo thôi, giới thiệu cho các bạn để các bạn dễ hiểu. Xác nhận. Ok. Vậy là 3 quảng cáo của tôi đã hiển thị lên. Ngoài ra nó sẽ có thêm một cái phần nữa là xem thêm tại cái website mà bạn đã đề xuất. Sau khi có cái hình ảnh đưa lên thì các bạn bắt đầu sửa đến phần text ở phía bên dưới, tức là cái thông tin chi tiết phía bên dưới. Thì đầu tiên các bạn chọn vào cái hình ảnh đầu tiên này và chỉnh sửa. Ga Taka 105. Tặng bộ quà trị giá 1.700.000 đồng. Ok, ở đây thì bạn có thể lựa chọn cái phần đích đến của cái hình ảnh quảng cáo này. Thì ở đây tôi sẽ lựa chọn cái quảng cáo, cái đường link để khi mà người ta kích vào cái quảng cáo đấy thì nó sẽ cho về cái địa chỉ nào. Bạn copy cái đường link và paste vào phần quảng cáo. Ở đây thì bạn sẽ có thêm một cái phần nút kêu gọi hành động, tức là bạn sẽ lựa chọn thêm cái phần là nút kêu gọi. Ở đây tôi chọn là mua ngay. Thì sau khi người ta kích vào cái nút mua ngay thì nó sẽ trả về cái địa chỉ đường link như này. Đó, tương tự như thế thì các bạn có thể áp dụng với lại hai cái quảng cáo tiếp theo, đó là quảng cáo thứ hai và quảng cáo thứ ba, bằng cách là lựa chọn vào cái số 2 và số 3 để thay đổi về cái nội dung và tiêu đề. Sau khi mà các bạn đã cài đặt xong rồi thì bạn nhấn vào phần đặt hàng. Đó, thì cái phần đơn đặt hàng của bạn đã được đặt. Thì sau khi đơn đặt hàng thì bác đợi từ khoảng tầm 5 đến 10 phút thì cái đơn đặt hàng của bạn sẽ được duyệt. Ok, đây, cái đơn đặt hàng của tôi như này, hoạt động, tình trạng đã được phê duyệt. Vâng, thực ra bây giờ Facebook nó duyệt quảng cáo rất là nhanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hướng dẫn của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.